Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo thì gì anh Nguyễn Trường đang nói đến chuyện là thời tiết nắng nóng ở khắp nơi. Tuần trước, Ngọc Lan cũng đưa tin liên quan đến việc là mà những người Hồi giáo họ đi hành hương ở Mecca, Saudi Arabia đó. khoảng hơn 2 triệu người đi hành hương mà thời ngay cái thời điểm của tuần rồi là khoảng 900 người đã bị chết vì nắng nóng. Cái lúc đó trong đầu mình nghĩ Ô, 900 chắc là một nửa của hai triệu, <laughs> nhưng mà không phải, chưa đến một nửa, chưa đến một nửa của 2 triệu phải là 900 ngàn mới là à, gần một triệu. Cho nên sorry hôm trước Ngọc Lan có nói à, nhẫm tại vì đã nói chương trình trực tiếp nhiều khi vừa với đọc lên lẹ quá cho nên mình nói sai. Nhưng mà ngày hôm nay thì tin cho biết là số lượng người chết trong cái cuộc mà đi hành hương này đó bởi vì cuộc hành hương này vẫn tiếp tục số lượng người chết đã lên đến hơn 1.100 người rồi. Ừ. Tức là mới cuối tuần rồi là khoảng 900 người, bây giờ đã lã ra hơn 1.100 người. Nhưng mà họ nói con số đó có thể là chưa chính thức, bởi vì nhiều người đi nhưng mà họ không có ghi danh. Rồi những người này đi đó, khi mà họ đi như vậy thì cái chuyện mà họ dẫm lên những cái người chết, có nghĩa là những người mà người ta mệt quá, người ta gục xuống, dẫm lên những người đó để đi, đó là chuyện bình thường. Nghe như vậy mới thấy là đáng sợ. Nhiệt độ ở cái khu vực này hiện bây giờ người ta nói là khoảng 52 độ C. Bình thường mà chúng ta thấy nhiệt độ cơ thể người nếu mà đo theo độ C mà là trên 40 độ tức là đã nóng rồi. Mà ở đây nhiệt độ ngoài trời là 52 độ C tức là khoảng 100 mấy chục độ F. Nó quá nóng, nó nóng đến mức kinh khủng ở Việt Nam vào những cái thời điểm mà nắng nóng nhất cũng chưa bao giờ nóng đến cái mức độ này. Khoảng chừng 44 độ là đã thấy uh, quá trời quá đất rồi, mà đây 52 độ C thì quý vị mới biết được rằng là cái nóng ở đây ra làm sao. Tuy vậy nó cũng không có ngăn người ta cái chuyện mà người ta dừng lại những cái cuộc đi hành hương này, bởi vì đối với những người theo đạo hồi, họ nói trong đời họ nếu tùy theo cái điều kiện kinh tế phải một lần đi đến cái vùng đất thánh này thì coi như họ mới hoàn thành được cái sứ mệnh ở đời của họ cho nên là phải đi Rồi, cái không cái cách gì khác hết thì đó cũng là tin liên quan đến cái chuyện mà nắng nóng ở trong thời gian qua cũng như là sửa à, một chút xíu về cái chuyện 900 thì không đến một nửa của 2 triệu à, Ngọc Lan nói 52 độ C thì thưa quý vị nó bằng là 125 26 độ F có nghĩa là 120 mấy độ F lận đó quý vị À, trước đây thì trong tháng vừa rồi đó thì có những cái báo cáo về vấn đề thời tiết nóng hơn những con số kỷ lục trước đây thì ở ngay Thái Lan thôi đó đã có những cái vùng ở Thái Lan nóng lên tới hơn 50 độ C đó và Việt Nam mình đó thì tôi nghe nói rằng là mới cái chỉ có lên tới hơn 44 độ C thôi đó là người ta đã than trời than đất rồi à, ngày hôm nay có một cái bản tin cho biết rằng là cái số lượng người sở hữu nhà ở nước Mỹ không mua bảo hiểm nhà càng ngày càng tăng nhưng không phải là tỏ tại vì họ muốn như vậy nhưng mà nhiều công ty bảo hiểm đã rời nhiều tiểu bang thí dụ như nhiều công ty bảo hiểm rời california bản tin thì cho biết rằng là nhiều công ty bảo hiểm lớn nhỏ đã rời florida tại vì bây giờ nói về vấn đề là khi mà chúng ta mua nhà đó thì bài báo cho biết rằng là hơn 40% khoảng khoảng 40% những người sở hữu nhà ở Mỹ thì họ đã trả hết căn nhà của họ rồi. Cho nên cái việc mà họ đi mua bảo hiểm nhà thì đó là về vấn đề họ muốn mua hay không thôi. Còn nếu quý vị đang là sở hữu nhà mà đang còn trả góp vay nợ nhà băng thì dĩ nhiên là ngân hàng bắt buộc chúng ta phải có bảo hiểm. Nếu chúng ta không có bảo hiểm thì ngân hàng sẽ bán bảo hiểm cho mình. Nhưng giá có thể lên tới gấp đôi nếu mà chúng ta đi mua bảo hiểm ở ngoài thì nó rẻ hơn. Bài báo thí dụ một người có một căn nhà ở tiểu bang California. Cái vùng này là cái vùng đồi núi mà dễ bị cháy rừng nữa. Mặc dù là trả hết tiền căn nhà rồi. Nhưng cái người này vẫn mua bảo hiểm nhà với cái mức mà bà nghĩ rằng nó phù hợp là khoảng 100 cho tới 130 đồng cho một tháng. Thì bà mua nhưng mà khi vào năm vừa rồi bà nhận được cái hóa đơn để mà à, mua tiếp đó Thì đã lên tới 350 mấy đồng một tháng Đó, thì bà nói rằng là đang từ 100 mấy mà lên tới 300 mấy chục đồng một tháng Thì bà không mua bảo hiểm nữa à, Theo như những nhà phân tích cho biết đó Thì cái việc mà mình có nên mua bảo hiểm nhà hay không Nó còn tùy theo nhiều cái yếu tố Thí dụ như là mình có tiền để dành và nếu có chuyện gì xảy ra với nhà của mình mình bỏ tiền túi mình ra mình sửa thì không nói còn nếu mà chúng ta không có tiền để dành và cái chuyện gì nó xảy ra với căn nhà của mình dù thiên tai dù bị bão lụt dù bị cháy rừng hay động đất hay gì nhiều cái vấn đề xảy ra hỏa hoạn nữa thí dụ vậy thì cái căn nhà của mình đó nếu mình không có tiền thì chúng ta là mất căn nhà của mình luôn và nếu mà chúng ta có tiền để mà xây nó lại đó Thì chúng ta có thể nghĩ đến cái việc không mua bảo hiểm Bây giờ nói tới con số phần trăm Thì thống kê mới nhất cho thấy là hơn 12% những người sở hữu nhà ở Mỹ đã không mua bảo hiểm nữa từ năm 2020 tới bây giờ. 12%. Rồi nói về bảo hiểm xe nha quý vị nha. Nhiều người bây giờ đi mua bảo hiểm mới thấy là bảo hiểm nó lên tới gấp đôi hồi xưa rồi thì tôi kinh nghiệm đó thì bảo hiểm của tôi đang là 600 mấy 700 cho 6 tháng bây giờ tôi phải đóng một nghìn mốt rồi đã, đã lên tới gần 50 rồi đó dễ sợ quá thì thưa với quý vị con số thống kê mới đây cho thấy là 22.6% những người lái xe trên đường ở California hiện nay không có bảo hiểm tức là họ thấy rằng bảo hiểm bây giờ lên nhiều quá cho nên họ không có mua bảo hiểm nữa. Cho nên khi mà ở California đó dĩ nhiên nếu mà chúng ta đang mượn tiền mua xe từ ngân hàng là mình phải bắt buộc mua bảo hiểm. Còn nếu chúng ta đã trả hết xe tiền xe rồi thì cái vấn đề nếu chúng ta thấy bảo hiểm hai chiều nó nhiều quá thì mình có thể mua một chiều thôi thì nó 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 cũng có lợi cho mình chứ không phải là không. Khi mà chuyện xảy ra, tai nạn xảy ra thì không biết được là bên nào lỗi, chưa biết được bên nào lỗi. Thì cái vấn đề mà mình ta mua bảo hiểm một chiều đó, nó cũng làm cho chúng ta bớt cái gánh nặng là chúng ta bị mất nhà, chúng ta bị uh, phải bị đóng tiền phạt. Chưa hết nữa, bị bắt trên đường mà bị tại vì uh, vi phạm giao thông mà cảnh sát hỏi là chúng ta có bảo hiểm hay không. Cái đó cũng tốn tiền nữa nha quý vị. Không có bảo hiểm lái xe trên đường California dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị phạt rồi đó có tiền có tiền phạt có thể lên tới 500 một ngàn tùy theo cho nên cái vấn đề là hiện tại nhiều hãng bảo hiểm cho biết là chi phí ở những cái tiểu bang mà họ quyết định là rút ra khỏi đó để sửa lại một căn nhà cộng với lại lạm phát bây giờ nữa nó làm cho cái vấn đề chi ra nó nhiều hơn là thu vào cái tiền bảo hiểm mà nếu cứ việc tăng bảo hiểm lên như vậy đó thì nhiều người sẽ không mua nữa cho nên họ quyết định là rút ra khỏi những tiểu bang đó California là một, Florida là hai và còn một số tiểu bang khác nữa. Cho nên quý vị mà chuẩn bị, oh, tôi cuối tuần vừa qua đó tôi um, có đi uh, chơi thì có nhiều người bạn nói, con tôi bây giờ nó mới lớn lên, năm nay nó mới tốt nghiệp đại học, giờ mua cho cái xe cho nó, mà cộng tiền vô mua bảo hiểm là là 2 ba ngàn đồng một năm nha, Ngọc Lan. Wow, 2 ba ngàn đô một năm mà nếu mà ép tên của đứa con vào trong cái 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 policy của mình đang có sẵn rồi đó thì nó cũng là một ngàn mấy hai ngàn thêm vào nữa chứ không phải là ít cho nên cái vấn đề mà mua bảo hiểm rồi có bảo hiểm hay không có bảo hiểm nữa cũng là vấn đề nan giải trong thời tới buổi hiện nay à, rất nhiều người than phiền là bảo hiểm giờ tăng quá trời tăng luôn bảo hiểm nhà cũng tăng bảo hiểm xe cũng tăng chưa nói tới là chúng ta còn có nhiều cái bảo hiểm khác bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế này kia và nhiều lắm cho nên thấy cái gì bây giờ nó cũng đắt đỏ hết mà tiền lương thì nó không có tăng theo kịp cũng có tăng nhưng mà không theo kịp không theo kịp đúng là bảo hiểm tăng ừ. nhưng mà cái chuyện mà khi mà lái xe mà không có bảo hiểm đối với một lần đó là rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm mình, hình như rằng đó là cái quy định bắt buộc mình sẽ coi cái đó là chạy xe mà không có bảo hiểm có phải là phạm pháp hay là không hay là cái đó là tùy ví dụ như nhà mà người ta không mua bảo hiểm ok nhà của tôi tôi không mua khi nào nó bị hư cái gì thì tôi sẽ là người sửa chữa anh Nguyễn Trường đã nói đến cái chuyện mà tăng giá bảo hiểm đó thì ở đây cũng một khán giả độc giả của mình cho biết là bảo hiểm mới năm trước là 1.700 kỳ này nhận cái renew 2.300 tức là tăng khủng khiếp mà người này nói rằng là năm trước nữa đó thì mới có 1.400 xong năm rồi lên 1.700 và năm nay là 2003 và trước dịch Covid-19 thì bảo hiểm nhà chỉ có 700 đô la mà ừ. thôi. Thì quý vị sẽ thấy cái mức ở đây lại so sánh để nó tăng như thế nào trong thời gian như vậy. Rồi chưa kể là bảo hiểm này là chỉ là bảo hiểm cháy thôi. Ừ. Còn cái chuyện mà động đất nè, lục nè là đòi hỏi những cái bảo hiểm riêng nữa. Thì đó là những vấn đề rất là nhức đầu. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.